bờ thấp không? Nếu là xuống rồi. À, còn cái này á, cao lắm. Cao lắm. Nhưng mà vẫn có khả năng là xuống được bác ạ, chéo máy. Chỗ này á. Chỗ này bê tông à? Góc kia có được không? Góc kia có thấp hơn tí thì đẹp. Anh em đang kiếm chỗ để xuống ruộng anh ạ. Công việc nó cũng là một cái niềm vui đấy anh em ạ. Máy to. Từ vụ tháng 5 đến vụ cuối năm tháng 11, 12 này mà bác này bác cái dã cho hai con. Một con là 4018. Và bây giờ là bác ấy lên thêm một con máy nữa là 5018. Lúc đại gia nông nghiệp. Bờ thấp thế. Này xuống chết. Đấy cái ruộng này mà đi vòng 4 xung quanh thì đẹp quá. Xuống bên đấy à. Ruộng này cày mới sướng này. Chơi bên đấy à? Ý, các bác thấy cày cất cao. Anh ơi đi chậm chú ý cái cày nhá. À được, thoải mái. Quá ok. Này đi không phải nghĩ. Ruộng nó vuông vắn này hay là móc bờ trước? Anh à. Anh Hòa xuống đi, không sóc lợn cổ xuống đấy. Anh cày cho nó đẹp. Tùy anh thôi, anh cứ mở xá đi. Anh mở xá hoặc là anh móc bờ trước cũng được. Tùy. Thế thì ra giữa này chạy hai đường úp lại nhau cũng được. Giây phút hạ thủy. Gọi là xuống ruộng đi. Từ nhá. Con này có khả năng là nó sẽ xuống sâu. Cho nên là cái cữ này bác cứ hạ đi, cứ vào tí là lựa, tí lựa xem nó ở tầm nào. Rộng rộng ra ngoài kia tí, cho ra ngoài kia tí để úp cho nó đẹp. Hay à, ruộng đẹp này bác cái chơi chạy ngang các bạn. Rồi, cứ hạ hết thủy lực đi. Hạ hết thủy lực. Chảo đâu cho xuống một tẹo rồi. Anh ơi, chờ em tí cho cái chảo cuối này. Từ từ, cho cái chảo này lên xuống. Từ từ nhá, hạ xuống. Cho chảo đậu ăn cao quá. Nó vả như thế nào tí nữa em chỉnh luôn. Hai cái đường cày đầu sơn bắt đi. Đất lên rồi. Bánh lái chỉnh chưa chuẩn anh em ạ. Đấy. Gọi là đường cày đầu tiên. Nói chung là đất lên rồi. Còn những cái phần gọi là tác động sau này thì em chỉnh phát một được ngay. Máy đang bị vả sang bên tay phải. Ép căng cái lò xo lên một tí. Máy đang nghi bị nhao đầu sang phải. Chảo cuối cho lên tí. Ruộng đẹp này nhưng mà bác ấy lại không đi móc bờ trước các bạn. Máy to quá. Này đúng cày phải bốn xung quanh dài như thế này.
Để em ép căng cái lò xo lên một tí, chảo cuối ăn hơi sâu. Anh ơi, từ từ hạ xuống để em co cái đơ lại, hơi dài, chảo cuối ăn sâu quá. Tí em chỉnh cho anh đi thẳng lái cái đường cày thứ ba đi. Vào cái đường cày thứ ba rồi. Chuẩn bị cái mỏ lết. Rồi. Hình như là cái giằng xích nó bị trôi. Em thấy cái giằng xích nó đang bị trôi kìa. Đất này vẫn còn hơi ướt, nói chung là nó cũng vừa tầm cày đấy, nhưng mà đường cày thứ ba thì nó mới ngon được. Hai cái đường cày mở xá bao giờ cũng rất là vất vả. Bánh lái bay quá. Rồi ngồi ghế quá. Bánh lái đang bị treo anh em ạ. Lại cái bánh lái tí. Đất thì lên đẹp rồi. Rồi để em chỉnh lại cái bánh lái anh ơi. Lò xo dài quá. Em chỉnh lại cái bánh lái. Sâu à? Để em ép căng cái lò xo lên tí. Rồi giữ nguyên. Hạ thấp xuống khoảng độ một tí nữa. Rồi giữ nguyên. Nguyên nha, chỉnh lại cái bánh lái. Thấy nó có bị vả mạnh không anh?
anh hạ xuống tí cho em nhờ. Nữa xuống, nữa xuống. Em tầm đi. Ấn nữa xuống đi. Đây ốc nó trôi. Rồi. Rồi. Máy đi thẳng tắp rồi. Đất lên đẹp chưa? Đấy giờ nông sâu là ở cái tay bên thủy lực chứ. Giờ nông sâu là ở cái tay bên thủy lực, nó mà là hơi sâu thì bác hơi nâng lên kìa. Vặn luôn cái chốt lên. Nông quá, thì bác ấy nâng lên quá. Nông quá. Đấy. Đấy, thế là vừa tập giữ nguyên cái cữ đấy. Bác này bác đi bác cái cứ trèo lên cái bờ cày rồi. Bác ấy chưa hãm được cái tay thủy lực các bác. Cái cày nó cứ bị treo. Đấy. Chảo đậu cho xuống một tẹo nữa là ok. Hoặc là thu thành công giữa lại. Quá tuyệt vời. Anh ơi, cái chảo cuối này, à chảo đầu này cho xuống một tí. Chảo đầu này cho xuống một tí nữa là đẹp. Ăn đẹp. Nó nâng lên quá, nông quá là nó sẽ bị trượt. Đây, tầm này. Này đẹp.
mình cứ chạy sao nó thẳng vào, cho nó thẳng thì cày nó đẹp. Đấy, nông sâu là ở cái tay bên thủy lực anh em nhé. Đây là lúc bác cái cày nông quá. Đấy, chỗ này nó hơi vấp cày. Anh em, chúng em đang có mặt tại xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam, lắp đặt và sử dụng tàn cày 6 chảo lắp cho con Kubota 5018. Đất nó hơi ẩm một chút anh em, nhưng mà máy đi gần như là không có tải, quá nhẹ nhàng tình cảm. Mạng yếu à, 4G kém lắm. Nét thế này mà bảo là ấy. Rồi, nông sâu là anh ấy tự chỉnh. Ruộng nền nó không bằng. Không phải đâu, nhưng mà vào cái chỗ ấy là ngon lắm. Đấy, bây giờ anh ấy đang chỉnh ở cái bên thủy lực. Nông nhưng mà trông thế thôi, nông nhưng không lõi anh ơi. Máy đi thẳng không lõi. Đây, đất hơi rớt. Ruộng đi, các bác nhìn ruộng toàn trâu bò, mặt ruộng nó không bằng, nó sóc. Bác kia đi nhanh. Con này đường bờ thì không phải nghĩ rồi.
mạng kém à? Này chắc về phải chuyển đổi quái tốc độ cao hơn. Chứ một ngày đánh nhiều ấy quá, nhiều livestream quá nên là mạng méo nó hơi chán. Làm tí đường bờ đi anh ơi, làm tí đường bờ. Đây là đường móc bờ các bác ơi. Con này đường bờ thì không phải nghĩ, quá sạch luôn. Chỉ kinh là có bê tông luôn. Hạ thủy lực xuống tí nữa cho nó đẹp. Nông á? Đáy dài cái thanh chống giữa là tí. Đây, chỉ đáy ra vài ren là biết. Thì chảo quế là... sao nó vào cái chỗ khô nó vẫn chưa? Đấy là anh nâng thủy lực lên quá. Đâu anh không nâng à? Anh phải đi cái đường nào nó vào cái đường đấy cứ rỗng nó đẹp vào tí. Mấy con ống hãm này nó trôi hết cả ra. Máy mới quá anh em ạ. Sáu chảo anh Trình Béo ơi, 5018 đang kéo dàn cày sáu chảo, vẫn nhà tải rồi. Sâu đấy anh ấy thích sâu em cho sâu, anh thích nông em cho nông. Hạ thủy lực xuống anh ơi. Đây đường bờ đi các bác, nó dài lắm. Anh ấy cứ nâng thủy lực lên. Đó. Con này đường bờ thì không phải nghĩ. Đường bờ anh em lưu ý là đi chậm chậm một tí, nó đẹp. Anh em không cần phải phi nhanh, tốc độ cao làm gì, thì nó đẹp. Đường bờ như con này là không phải nghĩ rồi các bác nhé. Chỗ kia hơi ấm. Rất là rớt quá, vào chỗ mép bờ kia nó trũng, nước nó ngưng tụ lại, đất nó hơi ẩm, nhưng mà vẫn thoát đất. Ui giời, đây anh em nhìn đất trông nứt toác ở đây nhưng mà dưới còn có nước. Đấy, chỗ này đất nó ẩm quá, trũng. Đấy, ra chỗ khổ nó lên, đất đẹp, đất vỡ vụn luôn. Ui dồi, xa thế. Lắp đặt dàn cày 6 chảo cho máy Komuta 5018 tại Tràng An, Bình Lục, Hà Nam. Tất cả mọi thứ đã ok các bác. Thôi, em xin được kết thúc video tại đây. Anh em nào mà quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là ebook cho anh em chúng em.
anh em sẽ tư vấn cụ thể về từng dòng máy và từng dàn cày phù hợp cho các con máy. Cảm ơn anh em theo dõi nha.